Hiện tại bây giờ thời tiết ở miền Bắc đang nồm ẩm các bạn ạ. Quần áo mà giặt xong rồi phơi rất lâu khô. Và đây chính là cái giải pháp của chúng ta để cho chúng ta có thể là phơi khô quần áo một cách nhanh nhất và tránh trường hợp mà quần áo nó bị hôi. Thì cái giải pháp của chúng ta đó là cần một cái tủ sấy quần áo. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là cái tủ sấy quần áo mà mình đã sử dụng đến nay là cũng gần 4 năm trời rồi. Khung là rất chắc chắn các bạn nhé. Các ống thép là cực kỳ chắc chắn luôn. Vải bạt này cũng cực kỳ bền luôn. 4-5 năm trời rồi vẫn ok, rất cứng, rất chắc chắn. Này, các bạn có thể thấy ở phía dưới của nó. Ở dưới của nó thì nó chỉ có một cái máy sấy và nó thổi gió lên, đồng thời là thổi cả hơi nóng lên. Nó sẽ sấy quần áo cho chúng ta và cái nhiệt độ sấy ở cái mức độ vừa phải thôi để tránh trường hợp mà quần áo nó bị sun lại hoặc nó bị nóng chảy. Rất chi là cứng cáp luôn các bạn nhé. Với cái máy sấy này nó giống như cái tủ quần áo của chúng ta vậy. Chúng ta có thể là tháo ra lắp vào, như bản thân mình ấy là cứ đến hết mùa là mình lại tháo ra cất gọn vào. Đến mùa nồm ẩm thì mình lại lắp nó vào. Còn đây, đây chính là cái thùng phụ kiện của nó đây các bạn này. Ở đây mình còn thừa mấy cái thanh này. Đây các bạn có thể thấy các cái thanh này cũng tương đối cứng cáp các bạn nhé. Cái thanh to này chính là cái thanh trục này, thanh trục chính này. Còn cái thanh nhỏ này chính là các cái thanh để chúng ta gá thêm và chúng ta treo quần áo. Thanh nhỏ này thì nó yếu hơn nên là mình cũng không hay dùng những cái thanh nhỏ này. Mình chủ yếu là dùng cái thanh to kia thôi. Đây. Đây các bạn có thể thấy là mình mua từ năm 2017 này các bạn nhé. Đó, rất lâu rồi, đến bây giờ là gần 4 năm trời rồi. Nhưng máy vẫn chạy rất chi là ok. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có 4 cái nút bấm này. Đây là cái nút để chúng ta bật tắt này. Đây là tắt này, nó về không thời gian thì nó sẽ chạy một lúc nữa để cho máy nó nguội là nó sẽ tự ngắt này. Còn bật lên. Và cái nút gear này là chính là chuyển giữa ba cái chế độ. Đây là chế độ mà tốc độ thấp, chế độ tốc độ cao, thì hai cái chế độ này là chế độ hơi nóng. Còn cái chế độ này là cái chế độ full wind, có nghĩa là cái chế độ mà chỉ thổi hơi gió thôi mà không có hơi nóng. Đấy, cái này thì nó chỉ hơi gió này, còn hai cái chế độ này thì là nó sẽ là có cả hơi nóng. Thì với cái chế độ này nó có hơi nóng thì nó sẽ ăn công suất cũng tương đối lớn, nó giống như một cái lò sưởi của chúng ta. Còn bình thường như mình sử dụng ấy, mình hay để là 90 phút để hơi nóng mắc nhất, cao nhất. Sau đó là chúng ta có thể là chuyển sang cái chế độ full wind này, là chuyển sang cái chế độ gió thôi. Và cứ để như thế thì là nó thổi gió để nó hong khô quần áo thôi. Thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều. Trường hợp mà quần áo của chúng ta mà nó nước nhiều quá thì chúng ta sẽ tăng cái thời gian lên bằng cách là chỉnh cái thời gian đây. Các bạn có thể tăng thời gian lên. Đấy. Và chúng ta có thể là chỉnh mắc nhất là chạy vô cực luôn. Khi mà nó hiện 999 này thì nó chạy liên tục, nó không ngắt. Còn dưới 9 thì cứ 240 phút này, 225 này, tùy chúng ta sẽ chỉnh bao nhiêu phút chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Và thấp nhất là 15 phút. Đây còn bánh xe của nó thì các bạn thấy có cái khóa này. Với cái khóa này thì chúng ta sẽ để nó sẽ tránh bị trượt cái tủ quần áo của chúng ta đi. Rất tiện dụng luôn. Khung chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn các bạn nhé. Và trong cái tủ quần áo này thì cái bộ phận thổi hơi nóng này là cái bộ phận chính. Và cái tủ quần áo mà nó có bền và hoạt động ổn định hay không chính là nhờ cái bộ phận này. Còn cái khung và cái vải bạt này thì nó cũng tương đối bền rồi. Và cái modem này của chúng ta nó là cái modem HD882F của hãng Panasonic. Công suất của nó là từ 1.000 đến 1.300W này. Thực ra với cái thông số như này thì các bạn không nên quan tâm. Bởi vì với cái kiểu dáng mẫu mã như thế này này, mình thấy ở trên thị trường rất nhiều hãng người ta làm đúng kiểu dáng như này. Và người ta dán mỗi cái tem này lên thôi. Đây là cái tem này là cái tem mác người ta dán lên thôi. Ông nào mà muốn dán cái thương hiệu nào thì ông ấy chỉ cần mua mỗi cái bộ này không, xong rồi cắt cái tem mác của ông ấy dán lên đây là ok. Bây giờ mình sẽ test xem cái nhiệt độ mà cái máy này nó tạo ra là bao nhiêu. Mình sẽ dùng cái đồng hồ này. Đây là que đo, mình sẽ để vào đây. Bây giờ mình sẽ bật nó lên. Và các bạn để ý nhiệt độ. Hiện tại nhiệt độ phòng đang là 28 độ. Và sẽ chờ một lúc. Nhiệt độ bắt đầu đang tăng dần lên. Bắt đầu là có hơi nóng thoát ra rồi. Lên 63, 67, 70 độ rồi.
Wow, hơn 100 độ các bạn ạ. Kinh khủng luôn đấy. Nên là với cái nhiệt độ mà hơn 100 độ này, nếu mà chúng ta để gần quần áo đây, mà các cái quần áo mà có cái vải bằng ni lông ấy thì rất dễ bị sun bị cháy nhá. Nên là chúng ta khi mà chúng ta phơi, chúng ta cần phải có một cái khoảng cách khoảng tầm 20 đến 30 phân trở lên. Đừng có để sát quần áo vào trong đây, không là nó sẽ bị chỉ cháy quần áo hoặc là sun quần áo đấy. Đây là chúng ta đang đo ở ngay cái cửa miệng thoát hơi nóng của nó, thì với nhiệt độ nó cao như này thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta để nó ở cái tầm này, như đây mình để tay ở đây là cách cái miệng của nó khoảng 20 phân này, thì là sẽ không bị nóng nhá, tay của mình cũng không bị bỏng luôn. Nó chỉ nóng nóng ấm ấm thôi chứ không bị bỏng. Nên là cũng sẽ tương đối an toàn cho cái việc chúng ta sấy quần áo. Nên là khi mà các bạn mà sấy quần áo, các bạn tránh cái hiện tượng mà để quần áo nó rơi rớt vào trong cái này, nó bị chặn lại và nó sẽ làm sun làm hỏng quần áo của chúng ta. Rồi nhiệt độ của nó đạt lên tới 161 độ đây các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra cho các bạn xem bên trong cái máy này nó có những cái gì và tại sao nó lại bền như vậy. Đây, các bạn có thể thấy bên trong của nó đây. Nó sẽ gồm một cái bảng mạch điều khiển. Và đây là cái bảng mạch nút bấm của chúng ta. Đây, còn cái khu này của chúng ta thì nó sẽ gồm một cái quạt và cái dây mây xo phía dưới. Quạt của chúng ta đây là cái quạt không chổi than nên nó sẽ bền hơn rất nhiều so với quạt có chổi than. Do đó là mình bật cái quạt này cả ngày và vẫn chạy rất ok, không có hiện tượng gì cả. Quạt này của chúng ta là chạy cái điện áp 12V. Còn ở phía dưới đây các bạn có thể thấy đây chính là cái hệ thống dây mây xo. Cái hệ thống này nó sẽ tạo ra nhiệt lượng. Và cái quạt ở phía dưới nó sẽ thúc cái nhiệt lượng này lên để nó làm nóng. Còn ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy đây nó chính là cái dơ le nhiệt. Và ở dưới kia nó có một cái cầu chỉ nhiệt nữa. Nó có các cái cơ chế bảo vệ luôn. Nên là khi mà cái đầu này nó bị bịt lại, nó nóng quá, thì lập tức cái dơ le nhiệt nó cũng sẽ ngắt đi cho chúng ta. Và chúng ta yên tâm được rằng là không sợ nó bị cháy nổ gì cả. Còn nếu mà nóng quá nữa thì cái cầu chỉ nhiệt kia nó đứt hẳn luôn. Và lúc đấy là nó ngắt toàn bộ. Lúc đấy là muốn sử dụng lại chúng ta phải cái thay cái cầu chì nhiệt đấy. Còn cái dơ le nhiệt này thì khi nó nguội thì nó lại đóng lại. Còn nó nóng quá thì nó tự ngắt ra cho chúng ta. Đấy là cái cơ chế bảo vệ của cái bộ này. Đấy các bạn thấy không? Một cái tủ sấy quần áo nó cực kỳ đơn giản thôi. Ngày trước mình mua ấy, thì nó dao động là khoảng 500 đến 600 ngàn đồng. Bây giờ chắc nó cũng chỉ tầm vài trăm ngàn đồng thôi. Nhưng mình thấy rằng là với vài trăm k như thế dùng rất bền, rất ok. Theo mình các bạn cũng không cần thiết là phải mua một cái máy sấy quần áo quá đắt tiền, tiền triệu làm gì cả. Chỉ cần sử dụng những cái này là cũng rất ok rồi, rất tiết kiệm, rất bền, 4 năm trời thì mình dùng rất ok. Tất nhiên nếu như các bạn nào có điều kiện thì các bạn cứ những cái đồ xịn sò đắt tiền các bạn mua cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.